Đây là 10 tư thế rất là hiệu quả để chúng ta có thể giảm đi tình trạng đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy do chúng ta phải ngồi nhiều. Đặc biệt với những bạn đang làm công việc về văn phòng, phải ngồi nhiều trên chiếc ghế của mình trong suốt nhiều tiếng đồng hồ và liên tục như vậy trong thời gian rất là dài, chúng ta có thể nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa cổ rất là nghiêm trọng. Vậy thì trong ngày hôm nay, hãy cùng tôi thực hành ngay 10 bài tập này. Bạn có thể lưu lại bài tập này để chúng ta có thể thực hành vào lần tới hoặc là trải nghiệm ngay cùng với Kiba. Hãy đảm bảo rằng với tư thế này rất là dễ để thực hiện. Ai dù chúng ta không mới tập lần đầu, các bạn sẽ cảm thấy chắc chắn là cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái, được không? Và dụng cụ chúng ta chỉ đơn giản là ngay với chiếc ghế của bạn thôi. Nào, bây giờ bạn có thể đẩy các dụng cụ ra xa một chút để chúng ta có một khoảng trống để dễ dàng hơn với chiếc ghế của mình. Tuyệt vời hơn là chiếc ghế của bạn nên là những ghế mà nó chắc, nghĩa là nó không bị đẩy ra đẩy vào, đúng không? Các cái ghế mà có bánh lăn thì chúng ta phải khóa bánh lăn lại nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Kiba nào. Ngồi, giữ thẳng lưng của chúng ta lên. Nào, giữ thẳng lưng. Và đẩy gối chúng ta rộng sang hai bên. Hai bàn tay đặt lên đầu gối. Tay đặt lên đầu gối. Chúng ta bắt đầu luôn này. Hít vào mà đẩy căng lồng ngực về phía trước. Hơi mím chặt môi, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, bạn cuộn người lại, cúi đầu xuống. Lặp lại. Hít vào, đẩy ngực lên, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cuộn người lại, gù lưng lại. Lần nữa, hít vào đẩy ngực lên, đẩy căng da cổ lên trên. Thở ra, cuộn người lại. Từ từ thẳng lưng lên với tư thế thứ hai. Hít vào hai tay đan lại, hai tay đan lại. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên, duỗi thẳng tay, đẩy ngực lên. Chúng ta giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Nào, hít thở chậm. Thả lỏng trán các bạn ra. Nào, thả lỏng trán. Chúng ta hơi vươn cánh tay về sau. Chú ý để bắp tay chúng ta cách xa mang tay nhé. Đừng kẹp chặt bắp tay lại. Nó sẽ làm giãn toàn bộ vùng cổ, vai, gáy chúng ta. Rất là dễ chịu. Hơi thở bạn cứ thả lỏng hoàn toàn tự nhiên. Đừng căng thẳng quá. Tiếp tục tư thế thứ 3. Chúng ta đẩy khuỷu tay sang hai bên. Bàn tay bạn đưa vào sau đầu. Nhìn chéo lên trên một góc 45 độ, chúng ta đẩy căng khuỷu tay sang hai bên và giữ nguyên ở đây, hít thở chậm. Bạn sẽ cảm thấy cảm giác kéo giãn toàn bộ vùng bả vai và vùng ngực. Tư thế này sẽ làm mở toàn bộ khoang ngực của chúng ta, hỗ trợ hơi thở sâu hơn, cải thiện các tình trạng mà chúng ta hay bị hụt hơi hoặc là chúng ta cảm thấy bị mệt do hơi thở nông. Và tiếp tục đẩy căng khuỷu tay sang hai bên. Nhìn chéo lên trên nhé. Chuyển sang tư thế thứ tư, chúng ta đưa tay về sau, bạn bám tay vào thành ghế ở bên dưới hoặc bên trên. Hít vào một hơi thật sâu nào, chúng ta ngồi ra xa, sát vào vào thành ghế. Thở ra, bạn đẩy căng lồng ngực về phía trước, chúng ta đẩy căng da cổ lên trên, giữ nguyên và hít thở chậm. Hít thở chậm, bạn đẩy căng ra cảm giác kéo giãn toàn bộ vùng cổ. Đẩy ngực lên. Tập trung vào đốt sống ngực nhé, để kéo giãn mở toàn bộ vùng vai và vùng ngực. Nó sẽ giúp chúng ta cải thiện rất nhiều vấn đề tình trạng đau cổ vai gáy. Rồi từ từ buông lỏng với tư thế thứ 5. Bây giờ chúng ta ngồi lùi lại nào, ngồi dịch lại. Hít vào hai tay bạn vươn lên, tay bên phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra chúng ta kéo khuỷu tay vào sau đầu, đẩy ngực lên và nhìn về trước. Giữ nguyên hít thở chậm. Bạn sẽ cảm thấy rất là giãn, dễ chịu vùng vai đúng không? Tôi hy vọng rằng bạn sau khi tập luyện bài tập này, hãy chia sẻ nó cho những đồng nghiệp xung quanh mình, cho những người thân của chúng ta. Hướng dẫn lại họ. Là đẩy ngực lên. Hít thở chậm. Đổi bên nào. Tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Kéo tay vào sau đầu. Đẩy ngực lên. Đẩy khuỷu tay trái về phía sau. Thả lỏng trán ra, thả lỏng khuôn mặt ra cho dễ chịu. Rồi từ từ buông tay với tư thế thứ 6. Chúng ta đưa tay trái về phía sau. Chạm tay trái vào eo bên phải. Giữ thẳng lưng, đẩy ngược lên. Hít vào tay phải vươn lên. Thở ra bạn kéo nhẹ nào, kéo nghiêng đầu sang bên phải. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Chúng ta cảm thấy căng giãn toàn bộ vùng cổ bên trái đúng không ạ? Đây là một tổ hợp
gọi là cực kỳ hiệu quả cho những ai bị đau cổ vai gáy. Tôi hy vọng rằng bạn hãy tập luyện nó hàng ngày. Ở cơ quan cứ khoảng tầm 30 phút chúng ta sẽ dừng lại một chút để tập. Nó sẽ làm giúp chúng ta tỉnh táo và cải thiện rất nhiều tình trạng đau vai, đau lưng. Đẩy ngực lên từ bên nào. Hít vào tay phải đưa về sau, chạm vào eo bên trái. Tay trái vươn lên, thật ra kéo nghiêng đầu sang bên trái. Giữ thẳng lưng nhé, giữ thẳng lưng. Hít thở chậm. Rồi từ từ buông tay với tư thế thứ 7. Bây giờ chúng ta khép gối lại. Khép gối lại thì để vặn xoắn cột sống lưng. Hít vào thẳng lưng, bạn xoay người sang bên trái. Bàn tay phải chúng ta đẩy vào đùi trái. Tay trái chúng ta có thể giữ vào thành ghế. Thật ra chúng ta xoay vặn về phía sau. Mỗi lần thở ấy, bạn cố gắng xoay thêm một chút. Cố gắng thẳng cột sống lưng nhé. Thẳng cột sống lưng. Mắt chúng ta nhìn vào vai bên trái. Nào kẹp hai gối lại. Hai gối kẹp lại. Hít thở chậm. Cái bài tập giãn cơ thì thường đi kèm với hơi thở chậm thôi. Nguyên lý thực hiện đó là khi nào bạn muốn tăng độ căng hơn thì bạn sẽ chọn cái lúc mà chúng ta thở ra thì chúng ta tăng thêm được xoắn. Rồi hít vào xoay người lại nào. Thật ra chúng ta đổi bên, vặn xoắn sang bên phải. Thông thường các bài tập cùng với Kim Ba thì chỉ hô cho các bạn cái hơi thở đầu tiên thôi. Các hơi thở tiếp theo thì chúng ta cứ nhớ là hít thở chậm là được. Vì mỗi người sẽ có cái nhịp thở khác nhau. Đẩy ngực lên nào. Nào đẩy ngực lên nhìn vào vai bên phải. Và từ từ xoay người lại. Rất là dễ chịu đúng không ạ? Từ đây đến này còn dễ chịu hơn này. Thì đến từ 8. Bây giờ bạn gác bàn chân trái, bàn chân phải lên đầu gối chân trái nào. Đúng rồi, gối chân trái. Thẳng lưng lên. Tay trái đặt lên bàn chân phải. Tay phải đặt lên đầu gối chân phải. Hít vào bạn thẳng lưng lên nào. Thẳng lưng lên. Thật ra bạn vươn dài người về phía trước, gập xuống từ từ. Bạn sẽ thấy cảm thấy căng toàn bộ phần hông ở bên phải đúng không? Nó sẽ giúp chúng ta giãn mềm thuần chi dưới, hỗ trợ đặc biệt cho những ai bị đau lưng, các tình trạng bị tê chân, mỏi chân hoặc là suy giãn tĩnh mạch, làm tăng sự lưu thông khí huyết cho phần chân chúng ta. Tùy độ dẻo mỗi người, chúng ta có thể tiếp tục tăng đến khi phần ngực chúng ta chạm vào chân. Không bắt buộc nhé, tại vì tùy độ dẻo của mỗi người. Những ai làm tốt hơn, thậm chí chúng ta có thể với tay xuống ở cấp độ cao hơn. Do vậy bạn sẽ giữ ở cường độ căng vừa sức với mình. Với những người làm văn phòng, chúng ta bị đầu gối, bị các vấn đề về đau khớp gối thì chúng ta sẽ gập cường độ căng vừa sức thôi nhé. Quan trọng nhất là cái độ căng nó sẽ dồn vào phần hông bên phải này. Đấy, thì đương nhiên là chính xác. Rồi từ từ ngồi dậy nào. Đổi chân, hạ chân phải xuống, gác chân trái lên. Hít vào thẳng lưng, hít vào thẳng lưng. Thở ra vươn về trước. Cứ mỗi lần thở chúng ta gập xuống một chút. Chú ý nhá, thẳng lưng nhá, đừng cuộn cong lưng như thế này. Thẳng lưng lên, ưỡn ngực lên. Cái vai và cái mang tay nó cách xa nhau ra. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Nếu ai làm tốt hơn thì chúng ta có thể tiếp tục với tay xuống. Nếu ai mà chạm tay được xuống thì các bạn có thể comment bên dưới nhé. Comment là tay chạm được xuống dưới chất, dưới đất rồi. Thì chúc mừng các bạn. Nhưng là độ linh hoạt của các bạn vẫn là rất là tốt. Còn những ai mà chưa chạm được xuống thì chúng ta phải luyện tập nhiều hơn nhé. Chắc chắn phải luyện tập đấy. Thì đấy là nguy cơ là bạn đang bị đau thắt lưng và có thể tiến tới thoái hóa. Hoặc các cơ xương khớp của bạn đang bị cái độ sơ cứng rất là hạn chế đấy. Rất là nặng. Rồi từ từ ngồi dậy nào. Với tư thế thứ 9, động tác này sẽ kéo giãn toàn bộ phần lườn hai bên chúng ta. Chân trái các bạn giữ nguyên, chân phải chúng ta ra ngang. Chúng ta có thể ngồi dịch sát vào mép của cái thành ghế của chúng ta. Chân phải bạn căng sang bên, chân trái chúng ta căng sang bên. Được chưa? Hít vào bạn thẳng lưng lên. Tay trái vươn lên và bây giờ thở ra chúng ta nghiêng sang bên phải. Đó, nghiêng sang bên phải. Cái cảm giác bây giờ là căng giãn toàn bộ phần eo bên trái đúng không ạ? Nào đẩy ngực lên. Giữ nguyên và hít thở chậm. Cái tay trái bạn cố gắng vươn vượt về sau nhé.
tùy độ dẻo của mỗi người chúng ta thể nghiêng sâu hơn. Với chị em là chúng ta mặc váy thì chúng ta phải chọn góc phù hợp nhé. Nếu đang tập tại văn phòng, cái bài tập này cũng rất hiệu quả cho những người lớn tuổi. Tôi hy vọng rằng các bạn tập luyện rồi hãy chia sẻ cho bố mẹ mình, ông bà mình để họ có thể cải thiện sức khỏe của họ tốt hơn. Nào, nâng lên, hạ xuống, đổi bên nào, chân trái ra ngang, chúng ta ngồi sát vào thành ghế nhé, coi chừng cần cẩn thận bị cái ghế nó bị bênh lên đấy. Hít vào tay phải vươn, thật ra nghiêng bên trái, xoay nhìn lên trên, xoay nhìn lên trên, để căng tay đẩy ngược lên, thả lỏng khuôn mặt nào, hít thở chậm. Hít thở chậm. Mỗi lần thở bạn vươn xa hơn một chút. Rồi hạ xuống. Và bây giờ là tư thế thứ 10. Một tư thế cực kỳ dễ chịu. Bạn sẽ cần phải đứng lên. Bạn sẽ đứng lên nhé. Và chúng ta để chiếc ghế của mình. Bạn đứng về sau chiếc ghế của mình. Hai tay chúng ta bám lên thành ghế. Bám lên thành ghế. Bạn giữ chắc nhé. Rồi bạn bước lùi ra xa. Bước lùi ra xa. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu, bạn vươn dài đẩy phần mông về phía sau, kiểu như ai đó đang kéo mông về phía sau ấy. Thở ra, chúng ta ép vai xuống một cách thật chậm. Chú ý nhé, đặc biệt với ai bị thoái hóa khớp vai thì chúng ta làm thật chậm. Nào, làm thật chậm. Giữ tư thế và hít thở chậm. Tùy sức nặng cơ thể của bạn, mỗi lần bạn làm quen hơn thì bạn sẽ đè căng hơn. Cái cảm giác bây giờ sẽ kéo giãn toàn bộ vùng vai và cột sống lưng. Toàn bộ vai và cột sống lưng. Cực kỳ dễ chịu luôn. Thì thế này chúng ta cần một cái thành ghế như thế này là được rồi. Nếu ai không có ghế mà không có thành ghế cao ấy, có thể bám vào bàn nhé. Rồi, từ từ buông ra. Và vừa rồi, đó là 10 bài tập mà tôi tin chắc rằng là bất cứ ai chúng ta có thể làm được, đúng không? Với ngay chiếc ghế của mình, các bạn thấy cảm giác dễ chịu, thoải mái không? Chỉ cần đơn giản dành ra cho mình một thời gian rất là ngắn ngay tại văn phòng là các bạn đã giúp cho chính cơ thể mình có cơ hội để phòng ngừa rất nhiều các tình trạng về thoái hóa, về thoát vị. Bạn hãy tưởng tượng cái cảm giác bị thoát vị nó kinh khủng như thế nào. Nên tôi hy vọng rằng bạn sẽ không phải gặp cái tình trạng đấy trong cuộc đời của mình. Do vậy thì hãy lưu lại bài tập này, chia sẻ cho những người xung quanh để họ có thể có cuộc sống tốt hơn, được không? Và nếu bạn yêu quý Kim Ba, có thể đăng ký kênh YouTube Đặng Kim Ba hoặc kênh Fanpage Đặng Kim Ba. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ rất nhiều các bài tập ngắn tại nhà để các bạn có thể có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Hẹn lại bạn trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào!